Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Nói đến nóc nhà Đông Dương, người ta thường nghĩ ngay đến vị trí cao nhất là đỉnh Phan Xipang. Thế nhưng đó là về yếu tố con số toán học. Còn ở góc độ quân sự thì nóc nhà Đông Dương chính là Tây Nguyên. Tất cả các nhà quân sự đều chung một nhận xét rằng chiếm được Tây Nguyên thì sẽ khống chế được toàn bộ chiến trường miền Nam Đông Dương. Chính vì điều này nên trong năm 1975 mình rất muốn có được nó. Và tất nhiên địch cũng thừa hiểu điều này. Đó là lý do để đánh Tây Nguyên. Thế nhưng biết là một chuyện, còn dám làm hay không thì nó lại là chuyện khác. Ý định ban đầu của mình là đánh chiếm Đức Lập, một nơi cách Buôn Mê Thuật 50 km, để mở ra hành lang vận chuyển Bắc Nam. Vấn đề này đã được tướng Hoàng Minh Thảo đề xuất từ năm 1973. Bởi thời đó thì công tác hậu cần của mình đã được đảm bảo, mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng khổ nỗi là vận chuyển được hàng hóa vào đến chiến trường miền Nam là vô cùng khó, do không thể đi qua Đức Lập được mà phải vòng qua đất Campuchia. Vòng qua đất Campuchia ngày đó thì lại là đất của Lon Non, một thằng rất ghét mình. Chính vì thế mà không biết bao nhiêu lần nó cho lính chặn xe cướp hàng. Đây là lý do lớn nhất để mình vẽ ra ý tưởng đánh Đức Lập, đưa mọi thứ vào quy củ. Khi các tướng lĩnh của mình bàn đến Đức Lập thì tầm quan trọng của Tây Nguyên càng lộ rõ hơn. Một câu hỏi bất ngờ đã được đặt ra, đó là tại sao không mở một trận đánh lớn để giải phóng nơi này? Tại sao không nghĩ lớn luôn, cứ phải nghĩ lòm dòm làm gì? Để đánh được Tây Nguyên thì mình cần những gì và có làm được hay không? Về vĩ mô thì mọi thứ đang ủng hộ mình. Khi mà sau Hiệp định Paris, Mỹ phải rút quân thì Việt Nam Cộng Hòa coi như chết luôn phần hồn. Bởi họ chiến đấu vì tiền, nhưng giờ không còn tiền nữa thì chẳng lấy đâu ra động lực để đánh nhau. Tháng 6 năm 1973, Quốc hội Mỹ biểu quyết cắt ngân sách cho tất cả các hoạt động quân sự của Mỹ tại Đông Dương. Ngày 1 tháng 7 năm 1973, Nixon ký đạo luật về cấm hoạt động quân sự trên toàn cõi Đông Dương. Tháng 10 năm 1973, Quốc hội ra đạo luật hạn chế quyền Tổng thống về chiến tranh. Tổng thống phải tham khảo ý kiến của Quốc hội trước khi gửi quân đi tham chiến. Đây là những điều kiện vô cùng tốt để giúp mình có thể đánh Buôn Ma Thuột, chiếm cả vùng Tây Nguyên, chứ không phải lom dom đánh mỗi Đức Lập để mở đường vận chuyển vào Nam làm gì cả. Những ngày đầu khi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam thì ông Ba Quốc, một điệp viên của mình trong bộ máy của địch, đã kể lại rằng vũ khí đạn dược, máy bay yểm trợ ở trên chiến trường của Việt Nam Cộng Hòa bị cắt giảm mạnh. Quân đội Sài Gòn ngày càng hoang mang dao động. Về kinh tế thì giá cả tăng vọt, đặc biệt là giá xăng tăng 1 gấp 10, từ 24 đồng một lít lên 240 đồng một lít. Chính vì giá xăng tăng như này, thế nên những vũ khí ngày xưa mà Mỹ tài trợ tự nhiên biến thành gánh nặng cho Việt Nam Cộng Hòa. Xe tăng cùng với máy bay đắp chiếu hàng loạt để chờ bán đồng nát, chưa kể là còn thiếu linh kiện phụ tùng nữa, thế nên có muốn cũng chẳng bay được. Trong cuốn Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng, bác Giáp có chia sẻ rất rõ về điều này. Các máy bay mà Mỹ tài trợ cho Việt Nam Cộng Hòa như F-5A, C-123 đều đã cũ, lỗi thời và xuống cấp. Muốn cho nó cất cánh được thì phải có phụ tùng thay thế, mà phụ tùng thì phải hỏi người Mỹ. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã inbox và gửi Gmail sang tận bên kia bán cầu để xin linh kiện. Thế nhưng chắc là do cá mập cắn cáp, thế nên đến tận bây giờ cũng chưa thấy phía Mỹ hồi âm. Đó mới chỉ là những ngày đầu khi Mỹ rút quân đi. Còn sang đến năm 1974-1975 thì mọi thứ với Việt Nam Cộng Hòa còn tồi tệ hơn rất nhiều. Số tiền mà Mỹ bơm cho Việt Nam Cộng Hòa mỗi năm đều giảm đi một nửa. Năm 1973 thì Mỹ bơm cho 2 tỷ bốt, thế nhưng đến năm 1974 Mỹ chỉ bơm cho có 1 tỷ. Đến năm 1975 thì còn có 700 triệu đô la. Cả nhà cả cửa bây giờ chỉ có thế, mày muốn đánh thế nào thì đánh. Theo như thống kê trong cuốn No More Việt Nam của Nixon thì khi Quốc hội Mỹ cắt giảm ngân sách, Việt Nam Cộng Hòa đã yếu đi rất nhiều. 35% xe tăng, 50% thiết giáp, máy bay các thứ đều phải đắp chiếu để chờ bán đồng nát vì không có phụ tùng thay thế. Xe nào không hỏng thì cũng chẳng còn xăng dầu để bay. Trong cuốn Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa do tướng Cao Văn Viên của địch viết còn có những số liệu bì đát hơn rất nhiều. Từ giữa năm 1974, hỏa lực của Việt Nam Cộng Hòa đã giảm từ 60-70%. Tháng 3 năm 1975, đạn dược chỉ còn đủ sử dụng trong một tháng. Giữa tháng 4 năm 1975, chỉ còn đủ xài trong khoảng 10 ngày. Tất nhiên đây là những con số mà đến bây giờ mình mới có thể biết được. Chứ nếu mà biết được ngay tại thời điểm đó, thì có lẽ mọi thứ đã được ngã ngũ sớm hơn rất nhiều. Năm 1974, các lãnh đạo của mình không biết được chi tiết như vậy, mà chỉ biết là Quốc hội Mỹ đã cắt hẳn ngân sách viện trợ quân sự cho Đông Dương. Việt Nam Cộng Hòa như một con bạc khát nước, thiếu cả tiền, cả vũ khí, cả đạn dược. Các quân y viện không đủ thuốc để chữa trị, có cái băng cũng phải giặt đi giặt lại để dùng. Cùng với đó thì Nguyễn Văn Thọ, một tên đại tá lữ trưởng của Ngụy khi bị bắt trong chiến dịch đường 9 Nam Lào, đã khai và thẳng thắn thừa nhận rằng nếu không có hậu cần và vũ khí của địch, kế hoạch gì rồi cũng sẽ rách, cùng lắm là Việt Nam Cộng Hòa chịu được 2 năm.
Cùng với đó thì năm 1974, ở Mỹ còn có vụ bê bối Watergate của Nixon. Đây là vụ mà Nixon đã thực hiện các hoạt động bí mật và bất hợp pháp như nghe trộm văn phòng của các đối thủ chính trị, sử dụng FBI, CIA, sở thuế vụ để làm vũ khí chính trị. Điều này khi được phanh phui đã khiến cho nước Mỹ nóng hơn bao giờ hết. Quốc hội chỉ có ăn với đi lo xử lý vụ này chứ chẳng còn tâm trí đâu mà bàn đến việc hà hơi thổi ngạt cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Về vĩ mô thì đây là một cơ hội rất thuận lợi cho mình, và bác Giáp đã đi đến kết luận cần phải tranh thủ giải quyết thật nhanh công cuộc giải phóng miền Nam trước kỳ bầu cử ở Mỹ vào tháng 11 năm 1976. Chính vì điều này nên kế hoạch ban đầu mình lập ra sẽ là giải phóng miền Nam năm 1975-1976. Kế hoạch 90 cùng lắm là đến đầu năm 1977. Đẹp nhất thì 1975 mình sẽ đánh trận Bản Lề, đến năm 1976 có thể chốt hạ được địch. Bác Giáp quyết tâm phải đặt ra KPI như vậy là bởi khi Mỹ mới rút quân, tinh thần Việt Nam Cộng Hòa đang lung lay thì mình còn dễ đánh, chứ để lâu thêm ít nữa nó củng cố được rồi thì lại thành khoai. Đầu tháng 4 năm 1974, Quân ủy Trung ương đã triệu tập hội nghị cán bộ cấp cao chủ yếu ở khu vực miền Bắc ngồi vào bàn kế hoạch tác chiến năm 1975. Về việc chọn địa điểm tấn công thì có hai phương án được đưa ra để tranh luận vô cùng sôi nổi. Một là đánh Tây Nguyên, hai là đánh thẳng vào Đông Nam Bộ. Tây Nguyên chỉ là đánh Đức Lập để mở đường cho việc vận chuyển vũ khí, đạn dược vào Đông Nam Bộ mà thôi. Sở dĩ có hai phương án này đó là bởi Tây Nguyên là một nơi hiểm yếu rất dễ đánh cho mình, vì địch bố trí quân ở khu 1 và khu 3 là chính, còn ở khu vực Tây Nguyên thì ít hơn rất nhiều. Nhìn vào tấm bản đồ này là chúng ta có thể thấy rất rõ những chỗ màu tím là nơi mà quân đội địch đang áng ngữ. Rõ ràng khu vực Tây Nguyên là một điểm yếu chết người của Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng khổ một cái là liệu rằng đánh Tây Nguyên thì có bị sợ động binh hay không? Vì làm như thế thì địch sẽ được cảnh báo và thủ rất chặt vùng Đông Nam Bộ. Lúc đấy đánh Đông Nam Bộ để tiến vào Sài Gòn là cực kỳ khó. Câu hỏi này vẫn được bỏ ngỏ cho đến tháng 10 năm 1974, hội nghị Bộ Chính trị diễn ra, có cả các đồng chí tư lệnh ở các quân khu phía Nam cũng ra họp. Lúc này thì Thường trực Quân ủy Trung ương mới đi đến quyết định cuối cùng, đó là đánh Tây Nguyên, đồng thời duyệt kế hoạch của chiến trường Nam Bộ là đánh Phước Long. Phước Long bây giờ là một thị xã thuộc tỉnh Bình Phước, còn ngày xưa nó là một tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia, có quốc lộ 13-14 là hành lang Bắc Nam Đông Tây của miền Đông Nam Bộ. Nó là đầu mối cuối cùng của hệ thống đường vận tải chiến lược Bắc Nam trên bộ. Đồng thời, đây cũng là nơi hoàn chỉnh hệ thống đường Hồ Chí Minh, một trong những trung tâm giao liên vận tải ở miền Đông Nam Bộ. Phước Long là căn cứ địa chiến lược, là hậu phương tại chỗ, nơi trực tiếp nhận sức người và sức của từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Với mình, nó có một ý nghĩa rất lớn, với địch cũng vậy, bởi nó là lá chắn phòng ngự từ xa của Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng khổ một cái, quân thì có hạn mà đất thì rất nhiều. Chính vì thế mà địch phải gian trải quân ở khắp mọi nơi và sơ hở ở khu vực này. Đây cũng là lý do mà mình giành chiến thắng ở Phước Long rất dễ dàng, dễ đến nỗi bất ngờ, không ai có thể tin nổi một tỉnh ngay gần Sài Gòn bị đánh tan tác như vậy mà địch lại không hề tổ chức chiếm lại. Trận thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mình vì nó nói lên hai điều. Một là quân Việt Nam Cộng Hòa đã suy yếu đi rất nhiều, không còn khả năng đánh chiếm lại. Hai là phía Mỹ cũng không có khả năng quay trở lại can thiệp quân sự ở miền Nam. Minh chứng cho hai nhận định này đó là thông tin từ Cục 2 báo về. Sau khi thất thủ ở Phước Long, Thiệu đã chủ tọa một cuộc họp khẩn cấp ở Dinh Độc Lập. Trước các tướng tá, tưởng ông tuyên bố cái gì đấy hoành tráng lắm. Không ngờ Thiệu tuyên bố rằng bỏ Phước Long, vì để lấy lại được tỉnh này thì phải trả một cái giá quá cao. Quân đi dàn trải ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có thể bị ăn đạn, thế nên vất Phước Long đi cho nhẹ đầu. Ngày 10 tháng 1 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu có tuyên bố trên đài phát thanh rằng toàn quốc dành 3 ngày truy điệu cầu nguyện cho Phước Long và kêu gọi kiên quyết lấy lại Phước Long. Tất nhiên là kêu gọi cho Hawaii thôi, chứ các tướng của Thiệu 5 lần 7 lượt xin quân chiếm lại Phước Long, Thiệu đâu có đồng ý. Cùng với đó thì cũng trong ngày 10 tháng 1 năm 1975, người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Gerald Ford đã và đang theo dõi cuộc chiến ở Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không có ý vi phạm việc sử dụng lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Sau này khi mọi thứ đã ngã ngũ, Phạm Bá Hòa, đại tá tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận quân đội Ngụy còn cay đắng nhận xét về trận thua này rằng cái chính là trận Phước Long đã nói lên thế và lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ mới bị đánh một điểm mà không còn lực lượng để đối phó, thử hỏi bị đánh ở nhiều nơi thì sẽ làm sao? Phước Long là sự kiện nói lên khá rõ hiệu quả của chiến lược Việt Nam hóa thực hiện trong 6 năm qua. Có thể nói Phước Long là một đòn thử sức đôi bên và kết quả đã rõ ràng.
Nhờ trận thắng Phước Long mà cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng kết thúc vào ngày 8 tháng 1 năm 1975 đã lên được kế hoạch giải phóng miền Nam rõ ràng hơn trong 2 năm 1975-1976. Nếu thời cơ đến sớm hơn, vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam vào trong năm 1975. Cùng với đó, Tây Nguyên là chiến dịch đầu tiên với Buôn Ma Thuật là mục tiêu. Chiếm được Tây Nguyên thì khu 1 của địch coi như bị rơi vào thế bánh mì kẹp thịt. Còn khu 3 lúc nào cũng sẽ phải nằm trong tình trạng báo động. Mục tiêu thì đã xác định được rồi. Thế nhưng bây giờ bài toán của chúng ta lại gặp phải hai vấn đề. Một là bản đồ vị trí địa lý ở Buôn Ma Thuật mình chưa dành. Năm 1968 mình cũng từng đánh ở đây hồi Tết Mậu Thân. Thế nhưng do không có bản đồ, chính vì thế mà không biết nơi nào là trọng yếu của địch để đánh, nên thiệt hại vô cùng lớn. Hai là về vấn đề hậu cần, làm thế nào để có thể đảm bảo hậu cần cho bộ đội đánh vào đây. Câu chuyện hậu cần này là không thể đùa được, bởi năm 1972 mình cũng từng đánh Buôn Ma Thuột rồi, nhưng gạo chẳng có mà ăn, phải vào tận chiến trường B2 Nam Bộ để xin. Chính vì thế nên thiệt hại rất nhiều. Cũng may ở trong vấn đề bản đồ thì ông Phạm Tập, một tình báo của mình hoạt động ở Tây Nguyên, đã vẽ ra được nó. Ông đã rong ruổi cả tháng trời khắp các ngóc ngách, đánh dấu từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cho đến những nơi trọng yếu nhất. Còn về vấn đề hậu cần thì từ sau năm 1973 Mỹ rút quân đi, đoàn 559 của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cũng dễ thở hơn rất nhiều. Ô tô có thể chạy cả ngày và đêm do không bị máy bay của Mỹ đánh phá nữa. Chính vì thế mà khi hỏi về vấn đề hậu cần, ông chỉ nói rất ngắn gọn rằng riêng về gạo, đạn, xăng dầu thì các anh cứ yên tâm, không phải kêu ca gì cả. Chúng tôi đã lo sẵn và đang chuẩn bị chuyển nữa, đủ để làm lại cả năm 1972. Hai bài toán khó nhất thì cuối cùng mình cũng đã giải xong. Việc bây giờ là đánh như thế nào mà thôi. Xét về tổng thể thì khu 1 và khu 3 là nơi mà địch đông quân, bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Chỉ còn có khu 2 là ít hơn. Trong khu 2 thì địch bố trí quân phần lớn ở phía Bắc, khu vực ở phía Nam không có mấy. Chính vì thế mà Buôn Ma Thuột là nơi mà mình sẽ chọn để đánh. Hậu cần và bản đồ xong hết cả rồi. Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk, nó là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Tây Nguyên. Nó có một vị trí cực kỳ quan trọng về quân sự, nơi giao cắt của đường 14 và đường 21. Chiếm được Buôn Ma Thuột thì tỏa đi đánh các chỗ khác sẽ rất dễ dàng. Có điều bây giờ làm sao phải đánh để địch bất ngờ nhất, chết nhanh nhất, chứ để nếu giằng co thì sẽ rất khó cho mình. Vì thời gian không có nhiều, mọi thứ phải được giải quyết trong mùa khô. Khi mùa mưa nó đến là không thể đánh được, vì không thể đảm bảo cho công tác hậu cần. Mà mùa mưa thì tháng 5 là bắt đầu rồi, càng kéo dài địch càng có thời gian chuẩn bị, mà nó càng chuẩn bị và bắt bài được mình thì mình càng khó đánh. Phải tranh thủ lúc Mỹ nó vừa rút quân, địch đang hoang mang nhất khi phải tự xoay sở đủ mọi thứ, lúc đó đấm nó mới hiệu quả. Để làm được điều này thì buộc mình phải phối hợp một cách cực kỳ đồng bộ, làm sao để khi đánh Tây Nguyên thì quân của Việt Nam Cộng Hòa ở khu 1 không thể xuống ứng cứu, quân ở khu 3 cũng không thể lên trợ giúp được. Chính vì thế mà mình phải cho quân uy hiếp luôn hai khu vực này để địch hiểu rằng mày mà thò chân xuống cứu Tây Nguyên ấy thì bố mày đấm được không chừa phát nào. Trong cuộc họp đầu tháng 2 năm 1975, Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên đã ra Hà Nội và họp tại Tổng hành dinh để cùng lên phương án phối hợp tác chiến. Khi biết được việc mình phải đánh làm sao để quân ở khu 1 của địch không thể rút về ứng cứu Tây Nguyên được thì các đồng chí đảm nhiệm rất nhiều vấn đề. Thế nhưng do cần sự chuẩn bị chu đáo hơn, thế nên muốn xin thêm 5 ngày đến hết ngày 9 tháng 3 mới cho nổ súng. Nghe đến đây thì ngay lập tức tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, vốn là một người rất nóng tính, đã đứng phát dậy và quát tháo ở Mỹ. Trong chiến dịch lớn có ý nghĩa chiến lược, hiệp đồng nhiều chiến trường mà các đồng chí muốn bắt đầu ngày nào cũng được à? Các đồng chí lùi lại thì địch sẽ đưa sư dù dự bị chiến lược lên Nam Tây Nguyên. Lúc đó hướng chính của chúng ta sẽ bị vỡ. Cuộc tiến công sẽ đi đến đâu? Đã bao nhiêu lần mời các đồng chí ra họp, bao nhiêu phái viên vào phổ biến kế hoạch, bao nhiêu điện nhắc nhở mà các đồng chí không hiểu à? Tôi cũng biết các đồng chí khó khăn, nhưng các đồng chí phải biết chiến dịch của các đồng chí nằm trong chiến cuộc chung của toàn quốc. Vậy thời gian phải hết sức chặt chẽ, không thể ai muốn bắt đầu tấn công ngày nào cũng được. Các đồng chí đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, các đồng chí phải rõ vấn đề này chứ. Việc gay gắt của tướng Lê Trọng Tấn cho ta thấy rõ được tầm quan trọng của sự phối hợp như thế nào. Giỏi mấy thì giỏi, nhưng không có sự phối hợp nhịp nhàng thì rất khó để thành công. Trong quản trị doanh nghiệp hay trong một câu lạc bộ cũng y hệt như vậy. Các phòng ban, các cầu thủ không phối hợp được với nhau thì cũng sẽ chẳng cho ra được kết quả gì. Đó là về mặt tổng thể, mọi thứ đã xong. Còn riêng với khu vực Tây Nguyên, để đánh được Buôn Ma Thuột, buộc mình phải hút được địch lên khu vực phía Bắc. Làm sao để đánh trong tư thế nó không có quân dự phòng, bằng mọi cách phải làm địch tin chắc chắn 100% là mình sẽ đánh ở Pleiku Gia Lai chứ không phải đánh ở Buôn Ma Thuột.
Ngay lập tức thì từ tháng 2, sư đoàn 968 của mình đã được điều từ Hạ Lào về để thế chỗ cho sư đoàn 10 và sư đoàn 320. Nhiệm vụ của sư đoàn 968 là vào vai đóng thế để cho địch hiểu rằng sư 10 và sư 320 vẫn đang đóng chốt ở Bắc Tây Nguyên chứ chưa di chuyển đi đâu cả. Nó thừa hiểu rằng Tây Nguyên sẽ là địa điểm đánh chính của mình và chỉ cần theo dõi xem sư 10 và sư 320 đang ở đâu thì tức là chỗ đó sẽ đánh lớn. Tất nhiên khi sư 968 về thế chỗ thì sư 10 cũng chưa thể di chuyển ngay lập tức hết luôn được. Mình phải cho sư 10 đi vòng vòng suốt cả ngày, nhưng đến cuối ngày thì lại về đúng vị trí để địch có đánh hơi được sự di chuyển thì cũng quen mùi đá. Trong lúc đi lòng vòng như thế sẽ có một đội được cử đi để mở đường sẵn. Đến lúc mình đi thật thì chỉ cần đi một mạch mà thôi. Và tất nhiên địch đã dính kế này của mình. Sau rất nhiều lần thấy sư 10 và sư 320 di chuyển, nó thừa hiểu rằng kiểu này là đi cho vui, rồi cuối cùng cũng sẽ quay về chỗ cũ mà thôi, không có gì phải lo cả. Thêm một chi tiết nữa để địch củng cố cho khẳng định mình không dám kéo quân xuống đánh Buôn Ma Thuột, đó là bởi địch nó quá hiểu, để di chuyển được từ Bắc Tây Nguyên xuống Nam Tây Nguyên là điều không thể, bởi phải đi 300 km đường rừng, cộng với đó là còn phải qua con sông Serepok, dòng sông hùng vĩ nhất Tây Nguyên, làm sao có thể mang xe tăng qua đây được. Về tính toán trên lý thuyết của mình và địch thì như vậy, mọi phương án đề ra trên giấy đều ok. Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là vào thực tế thì mình di chuyển như nào, địch có biết hay không? Một sư đoàn là 10 đến 15.000 người di chuyển chứ đâu có ít, làm sao có thể giấu được? Tất cả những câu hỏi này sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi! Trong số trước, chúng ta đã quá rõ lý do tại sao lại chọn Tây Nguyên để mở đầu cho chiến dịch giải phóng miền Nam. Địa điểm thì mình đã xác định được rất rõ ràng rồi. Bây giờ làm sao phải tìm cách kéo giãn được quân địch lên phía Bắc Tây Nguyên để mình có thể đánh thẳng vào phía Nam, cụ thể là Buôn Ma Thuột. Ngày đó để di chuyển được cả sư đoàn vào tận Nam Tây Nguyên là một điều không hề đơn giản. Mình đã phải nghi binh bằng rất nhiều cách. Đầu tiên là đi lòng vòng, xong cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ để cho địch nó quen với sự di chuyển của mình đã. Trong lúc đó thì sẽ có một đội đi mở đường để đến lúc mình đi thật thì sẽ đi rất nhanh. Và tất nhiên là sư 10 và sư 320 lúc rút đi cũng rút từ từ. Sư 968 về thế trận đến đâu thì mình sẽ rút đi đến đó chứ không rút ồ ạt một phát đi luôn. Tiếp nữa là khi tình báo của mình theo dõi thì thấy tất cả thông tin của mình đều được địch nắm bắt qua hệ thống vô tuyến điện. Chính vì thế mà mình đã dùng chính cái đó để lừa địch. Địch tưởng rằng nó bắt bài được mình, thế nhưng không phải, mình là bắt bài của bắt bài. Tất cả các máy thông tin sóng ngắn 15W đều được để lại và mình vẫn cứ liên lạc với nhau qua đó như thật. Tất cả các đường dây điện thoại hay điện trời đều được để nguyên. Các báo phụ hàng ngày vẫn cứ làm việc bình thường. Địch nó hiểu rằng các máy đó còn ở đâu thì sư 10 và sư 320 sẽ còn ở đó. Thứ ba, đó là các trận địa pháo cũng được mình giữ nguyên, đêm đến còn tăng cường kéo pháo ở Mỹ quanh trận địa. Thứ tư, đó là tung tin đồn trong dân là sắp mở chiến dịch ở Bắc Tây Nguyên. Tây Nguyên hồi đó nổi tiếng là một nơi tập trung rất nhiều các phần tử phản động. Chính vì thế mà lực lượng an ninh của mình đã cho người cài vào tìm người thân ở trong khu vực do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát. Phao tin rằng quân giải phóng sắp đánh lớn ở Kon Tum và Pleiku. Những người theo phe Việt Nam Cộng Hòa cứ nháo nhác hết cả lên để tìm cách bỏ trốn. Trong hoàn cảnh mà chuẩn bị diễn ra chiến sự như vậy thì thông tin nó lan cực kỳ nhanh. Chính vì thế mà đây là một chiêu bài rất hiệu quả. Cùng với đó là bà con ở trong vùng do quân giải phóng kiểm soát thì treo cờ, treo hoa, treo biểu ngữ tràn ngập với nội dung chào mừng Pleiku và Kon Tum được giải phóng. Ngoài việc đánh lừa địch tại chỗ ra thì bộ đội phải hành quân làm sao để giữ được bí mật cũng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Chỉ cần sơ hở ra để địch nó biết được sư 10 và sư 320 đi đâu thôi, lúc đó sẽ rất khó đánh. Chính vì thế buộc mình phải chơi theo kiểu ngủ ngày cày đêm, đi không giấu, nấu không khói và nói không tiếng. Đi không giấu là việc khó nhất trong giai đoạn này, bởi từ ngày có bếp Hoàng Cầm thì việc nấu nướng cũng dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Bộ đội chuyên nghiệp thì việc ra giấu để hiểu nhau khi di chuyển cũng không có gì khó khăn. Khốn nạn nhất bây giờ là làm sao mình đi không để lại dấu vết gì mà thôi. Một vài người đi thì dấu vết hằn trên mặt đường không nhiều, thế nhưng cả nghìn người thì nó lại là một câu chuyện khác. Lúc đó buộc phải có một bộ phận ở sau để xóa dấu vết. Khi đi qua những chỗ như vạt cỏ hay đường đất, mình phải dùng ni lông lót đường hoặc là phải làm cầu với chân cầu là các tảng đá, rồi chặt cây gác lên để đi qua. Mục đích là không để lưu lại vết cỏ bị dẫm đạp hoặc để lại dấu giày. Nếu đi qua chỗ nào có bùn lầy, phải lấy nước rửa thật sạch hết chỗ bùn đó đi để không để lại cái vết bùn trên nguyên đoạn đường phía sau. Nói trên lý thuyết như này thì rất dễ, nhưng để quản lý được cả nghìn người đều tăm tắp cùng làm là một việc vô cùng khó. Chỉ cần sơ suất một ai đó không rửa sạch thôi thì kiểu gì địch cũng sẽ đánh hơi và phát hiện ra.
Đó là việc đi, còn việc nghỉ cũng không thể cứ mệt là nằm luôn được. Chúa mắc võng cũng phải được giữ bí mật. Bộ đội thường phải lót một miếng ly lông ở bên trong để tránh làm cho cây có dấu xiết của dây dù. Tất cả những thứ mình sử dụng như bánh trái hay cơm rơi vãi này khác cũng đều phải được chôn giấu thật sạch. Kể cả việc đi đại tiện cũng vậy, không thể để hở bất cứ một thứ gì. Với người di chuyển đã khó như vậy rồi, thế nhưng vẫn chưa là gì so với việc mang xe tăng hay mang pháo từ Bắc Tây Nguyên đến Nam Tây Nguyên. Bộ đội mình ngày xưa coi dĩ có mấy chục cân, thế nên khi đi còn có thể giấu được vết dép, chứ xe tăng nó toàn nặng cả chục tấn thì đi kiểu gì để không bị lộ. Lúc này mình phải cho bộ đội chặt cây rồi chẻ đôi ra để lát đường. Các cây phải được chặt sát mặt đất, không còn nhô lên tí nào thì thôi. Đặc biệt là nơi chặt cây phải cách đường mình đi tầm 20 km để tránh bị địch phát hiện. Mùa khô ở Tây Nguyên lá rụng rất nhiều, chính vì thế mà mình cũng không tốn quá nhiều sức để che những gốc cây đã bị chặt. Mùn cưa khi cưa xong cũng sẽ được thu dọn sạch sẽ, phân tán mỗi nơi một ít. Chỗ nào có sông suối thì mình sẽ tận dụng suối để vận chuyển thù hàng và cho làm những cây cầu âm để xe đi qua đó. Làm như vậy sẽ không để lại bất cứ một dấu vết gì của sự di chuyển. Đồng thời máy bay trinh sát có nhìn từ trên cao xuống cũng chỉ như soi gương lại xem mình có đẹp trai hay không, chứ tài thánh cũng không thể nào nhìn ra được cái cầu đang nằm lờ lờ ở dưới. Vậy câu hỏi đặt ra đó là mình toàn di chuyển trong rừng, thế nhưng những chỗ chưa có đường thì sao? Mình mở đường kiểu gì? Có phải lúc nào cũng dùng cuốc xẻng để đào bới được đâu? Làm như thế có đến mùa quýt mới xong. Thêm nữa là nó không thể giữ được bí mật nếu như đào bằng cuốc xẻng. Bởi mở đường bằng cuốc xẻng thì phải đào cả tháng, mà đào cả tháng như thế thì xác suất để trinh sát của địch nó phát hiện ra là rất cao. Địch nó không có ngu, chính vì thế mà phương án mình đặt ra bây giờ là phải làm sao làm thật nhanh cho bộc phá nó nổ cứ uỳnh một phát săn phẳng tất cả. Lúc đó công minh chỉ cần vào làm một tí là xong. Phương án này về hiệu quả thì là bố của Nhất. Thế nhưng khổ một cái là đêm hôm tự nhiên mình cho nổ mìn như thế thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Chính vì thế mà mình đã phải nghĩ ra cách đánh lạc hướng theo kiểu đứng bên trái nhưng lấy giấy tải bên phải. Bộ đội đặc công được giao nhiệm vụ mang bom mìn và tấn công các cơ sở của địch. Khi bom mìn ở các cơ sở đó nổ thì cũng là lúc mà bom mìn dùng để mở đường cũng lên tiếng theo. Tây Nguyên ngày đó chưa phân lô bán nền, chưa được xây dựng các sân gôn, thế nên núi rừng bạt ngàn, mở đường kiểu này địch có muốn biết cũng rất khó, trừ khi bắt tận tay, dây tận trán thì mình chịu. Thế nhưng để bắt được tận tay thì gần như là không thể, vì lúc nào mình cũng sẽ có bộ đội canh gác bán kính cả chục km, có động một cái là rút luôn. Hoặc không, nếu trường hợp phải đánh thì mình sẽ cho nổ mìn ở hướng ngược lại để dụ địch vào đó đánh nhau, tránh tình trạng địch di chuyển thẳng đến cái chỗ mà mình đang làm đường. Còn trường hợp mà địch dùng máy bay để trinh sát thì có đến mùa quýt cũng chẳng thể nào biết được, vì bên trên mình vẫn dùng cây như kiểu phong lan rừng để bao phủ hết rồi, nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh mà thôi. Di chuyển trên cạn đã khó, thế nhưng cái khốn nạn nhất trong quá trình di chuyển đó là phải di chuyển qua sông. Để bơi qua được những cái sông rộng 200m như sông Serepok, đối với bộ đội của mình đấy là điều rất bình thường, bởi họ đã được rèn luyện và khổ nhiều lúc quen rồi, thế nên cũng không có gì. Thế nhưng cái khốn nạn nhất là làm sao phải mang được vũ khí và đạn dược qua, chứ đi người không qua thì sang bên kia đánh nhau bằng cái gì, đặc biệt là những thứ như xe tăng. Ngày đó rất may là các chuyên gia Liên Xô đã giúp ta giải được bài toán này. Chiếc cầu nổi có tên LPP dài khoảng 80m được làm bằng cách ghép toàn bộ những chiếc thuyền sắt vào với nhau. Mặt cầu được làm bằng gỗ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc cầu nổi lại được di chuyển đến vị trí khác, thế nên dấu tích để lại gần như không có gì. Xe tăng được giấu ở bên kia sông. Khi nào có lệnh là những chiếc cầu này sẽ xuất hiện để cho xe tăng tiến thẳng vào thành phố. Những ai làm về xây dựng nghe xong chuyện này có thể cảm thấy khá vô lý. Hình như các cụ nhà mình trong lúc kể lại có phần màu mè lên thì phải, vì làm cầu đâu có thể đơn giản được như vậy. Thế nhưng cái này thì bên phía địch cũng đã xác nhận rồi, không thể nào bịa ra được. Mình sẽ nói cụ thể hơn sau đây vài phút. Đến đây có thể nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi: ơ thế này chả nhẽ mình di chuyển xuống Nam Tây Nguyên mà địch không biết thì có vẻ vô lý, vì kiểu gì thì kiểu cũng phải để lại dấu vết gì đó, chứ cả chục nghìn người cùng làm cầu, cùng di chuyển như thế mà địch không biết thì không được thuyết phục cho lắm. Tất nhiên địch cũng không hề gà như vậy, nó cũng đánh hơi được những dấu hiệu bất thường của mình. Theo như bản ghi lời khai của Võ Ân, trung đoàn trưởng trung đoàn 53 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì địch cũng ngờ ngợ có gì đó không ổn. Theo tin tức điện đài cũng như tin tức của nhà kỹ thuật Sài Gòn thì có một sư đoàn mới từ Lào sang xuất hiện ở hướng Tây Pleiku, đó là sư đoàn 968 vào vùng này để bàn giao vị trí với sư đoàn 320. Sư đoàn 968 được tăng cường hai trung đoàn có nhiệm vụ cắt đứt quốc lộ 19, sư đoàn 320 có nhiệm vụ di chuyển về hoạt động trong Buôn Mê Thuột. Rõ ràng Buôn Mê Thuột phải bị tấn công. Không những thế thì tướng Lê Trung Tường, tư lệnh sư đoàn 23 của địch cũng có viết:
tình báo phát hiện sư đoàn 968 đã vào thay sư đoàn 320 ở Pleiku. Chưa xác định được sư đoàn 320 đi về đâu và sư đoàn 10 vẫn ở Kon Tum. Như vậy là sẽ tấn công vào Kon Tum hoặc Pleiku nhưng không biết ngày nào. Kết luận của mỗi người có thể khác nhau, nhưng đây là những minh chứng cho ta thấy được địch nó cũng nắm bắt được các hoạt động bí mật của mình chứ không phải không biết. Thế nhưng ngày đó thì rất may lại có CIA của Mỹ ở Việt Nam giúp đỡ mình mới hay. Các tướng của Việt Nam Cộng Hòa thì nghi ngờ đánh buồn mê thuật. Thế nhưng CIA lại báo về là không phải lo, anh em cứ yên tâm kê gối cao đầu mà ngủ ở Kon Tum đi. Bắc Việt kiểu gì cũng sẽ đánh ở Kon Tum và Pleiku thôi. Chính vì điều này mà đội Việt Nam Cộng Hòa lại càng lung lay hơn. Không hiểu là do tình báo của mình gà hay là do tình báo của CIA bị mù mắt. Tướng Phú thì cũng chẳng rõ như nào, bởi nhiều cái nó rất mâu thuẫn nhau. Cuối tháng 2 năm 1975, một nhóm thám báo của Phú đã bắt được trinh sát của mình thuộc tổ thông tin đi dẫn đường cho sư 320. Phạm Văn Phú đã cho người tra tấn dã man và biết được thông tin rất chính xác. Qua tin tình báo chuyển về thì mình cũng biết được điều này. Thế nhưng bài toán bây giờ là phải làm sao để địch nó không tin vào lời khai kia. Nó mà tin vào lời khai đó, nó rút quân về phòng ngự thì mọi thứ thành công cấp. Ngay lập tức thì tướng Hoàng Minh Thảo, lúc đó là tư lệnh mặt trận Tây Nguyên của mình, đã ra lệnh cho sư 320 rút quân bí mật và xóa hết dấu vết. Đồng thời, tướng Thảo cũng lệnh cho sư 968 đánh dữ dội vào Pleiku, sân bay Cù Hành là nơi phải được đánh ác nhất có thể. Đánh để địch hiểu rằng mình đang đánh ở phía Bắc là chính chứ không phải là ở phía Nam. Vì nếu quân đã di chuyển vào phía Nam rồi thì làm sao lại có pháo bắn ác như vậy ở phía Bắc được. Cùng với đó thì đánh sân bay Cù Hành là để khiến cho địch không có nơi cất cánh để đưa quân bằng đường hàng không vào cứu Buôn Mê Thuột. Đây là chỉ đạo rất bất ngờ không chỉ đối với địch mà ngay cả với phía ta cũng vậy. Lối đánh của mình ảo diệu đến nỗi chính người nhà mình còn không thể hiểu nổi đâu mới là đánh thật, đâu là đánh nghỉ binh. Khi nhận được lệnh đánh dữ dội vào Pleiku và Kon Tum thì sư đoàn trưởng của sư đoàn 968 đã phải thắc mắc hỏi sếp của mình là tướng Nguyễn Quốc Thước, tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên rằng: "Thưa thủ trưởng, thế là sư đoàn 968 đánh thật hay đánh giả?" Tướng Thước của mình ngay lập tức đã trả lời rất dứt khoát rằng: "Với đơn vị anh lúc này là đánh thật, nhưng với chiến dịch là giả để hút địch về Pleiku. Chính vì thế nên anh phải hết sức chú ý không được để lộ kế hoạch." Chính vì điều này nên địch cũng chẳng còn đoái hoài gì đến lời khai của trinh sát phía mình nữa. Nó nghĩ rằng lời khai đó là khai láo và rồi tiếp tục cho quân lên tập trung ở phía Bắc. Thêm một lần nữa, lần này còn chết người hơn, đó là lần bộ đội của mình trên đường hành quân vào Buôn Mê Thuột bị đánh rơi một cuốn nhật ký. Nhục một cái, mình tính toán là ngày mùng 10 tháng 3 sẽ đánh vào Buôn Mê Thuột rồi, mà cái ngày cuốn nhật ký đó rơi lại vào ngày mùng 7 tháng 3. Ôi cha mẹ ơi, giữ sạch lưới đến phút 90 cộng 3 rồi, mà tự nhiên lại để lộ một quả chí mạng. Trong cuốn nhật ký đó ghi rõ là đơn vị có nhiệm vụ hành quân về để đánh thị xã, chỉ không nói rõ là thị xã nào thôi. Ngay lập tức, Phạm Văn Phú đã cho quân về đi tìm mình xung quanh khu vực phía Nam Tây Nguyên. Rất may là trong chỉ đạo của mình vẫn giữ được bí mật, các binh lính không thể biết rõ được là đánh cụ thể chỗ nào, chỉ biết là đánh thị xã thôi. Đắk Lắk lúc này có hai thị xã là Buôn Mê Thuột và Gia Nghĩa. Chính vì thế mà nó đã đưa quân về Gia Nghĩa để tìm chứ không nghĩ gì đến Buôn Mê Thuột. Cùng với đó thì bộ phận thông tin của mình ở khu vực Bắc Tây Nguyên vẫn liên tục báo tin cho nhau rằng phải triển khai đánh thật nhanh, đánh thật mạnh, vì địch đã bị ta lừa rồi, địch nhặt được cuốn sổ nhật ký và di chuyển vào phía Nam rồi. Đến lúc này thì Phạm Văn Phú càng phân tích càng cuống vì không thể hiểu nổi cuối cùng là mình thật sự đánh ở đâu. Cuốn nhật ký đó rơi là rơi một cách vô tình hay là cố tình rơi để dụ? Mọi thứ cứ loạn hết cả lên. Trong khi đó thì ở khu vực phía Bắc Tây Nguyên, quân của mình vẫn đánh rất ác liệt, toàn pháo hạng nặng bắn suốt cả ngày. Chính vì thế mà Phạm Văn Phú sau rất nhiều lần bị lừa đã nghĩ rằng lần này chắc chắn cũng như vậy, không khác gì cả. Thế nên đã rút hết quân lên khu vực phía Bắc Tây Nguyên. Chính vì hoạt động nghi binh của mình quá tốt nên việc đánh Buôn Mê Thuột trở nên rất dễ dàng. Cách nghi binh của mình hay đến nỗi tận khi mình đánh vào Đức Lập rồi mà địch nó vẫn cứ nghĩ là mình đánh kiểu đó chỉ để nghi binh mà thôi, chứ không phải là đánh thật, thế mới hay. Cái giống đã bị ăn đòn nghi binh nhiều nên say đòn, thế nên càng đánh càng bị cuốn vào lối chơi của mình. Nhìn vào bản đồ này là chúng ta có thể thấy rõ nhất được kiểu trói địch lại để đánh của bộ đội ta. Cách đánh của mình là chia cắt toàn bộ các đường 14, 19, 21 để làm sao cô lập được khu vực Buôn Mê Thuột. Những chỗ màu đỏ là chỗ mình đánh đợt 1, còn chỗ màu vàng là chỗ mình đánh đợt 2. Khi chia cắt và cô lập được Buôn Mê Thuột rồi thì mọi thứ đã quá dễ dàng. 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3, xe tăng của mình như chui từ lòng đất chui lên, bỏ qua tất cả các lớp phòng thủ ở phía ngoài, vượt sông Serepok, tiến thẳng vào trung tâm thị xã Buôn Mê Thuột, đánh theo kiểu nở hoa trong lòng địch. Các cây trên đường xe tăng chạy đã được công binh của mình cưa sẵn, cây nhỏ thì cưa 1/2 đường kính của cây, còn cây to thì cưa 3/4.
khi xe tăng lao lên thì chỉ cần húc nhẹ một cái là thành đường. Đồng thời chỗ nào nhô cao khó đi thì đặt bộc khóa cho nổ để dọn bãi. Mọi thứ phối hợp rất nhịp nhàng. Cái hay của mình ở chỗ mình giấu mọi thứ cực kỳ giỏi. Bộ đội công binh ngày đó đã làm được những cái mà địch không thể nào tưởng tượng ra. Làm đường thì tất nhiên ai cũng biết, bình thường người ta phải giao nhiệm vụ để làm sao hoàn thành trước kế hoạch càng sớm càng tốt. Thế nhưng không, nhiệm vụ của bộ đội công binh là phải làm đường làm sao cho đúng giờ nhất mới tốt. Muộn hơn cũng ăn chém, mà xong sớm quá càng bị ăn chém. Các tuyến đường chỉ được thi công trước khi bộ đội xuất kích 5 tiếng. Trong vòng 5 tiếng đó, làm thế nào thì làm, phải xong đường để cho bộ đội xuất quân nhanh nhất. Làm sớm thì rất dễ bị lộ, chính vì thế mà không được làm sớm. Ngày đó mình nghỉ binh giỏi đến nỗi cả ngày mùng 10 tháng 3 mình đánh cho địch chạy re kèn ở Buôn Mê Thuật rồi. Bên phía địch, đại tá Vũ Thế Quang, tư lệnh các lực lượng phòng thủ Buôn Mê Thuật sốt ruột lắm rồi, gọi điện cho sếp của mình xin cứu viện. Thế nhưng sếp chỉ nói ngắn gọn lại rằng bộ chỉ huy đang bận đối phó trên hướng Pleiku Kon Tum. Đại tá dáng giữ vững, cộng quân có đánh lớn thì cũng chỉ được vài ngày rồi rút như hồi mậu thân. Đến tận khi phang thẳng vào Buôn Mê Thuật, chiếm gần hết nơi đây rồi, thế mà địch vẫn cứ nghĩ là mình chỉ đánh xã giao mà thôi, còn khu Kon Tum Pleiku mới là đánh chính, thì chúng ta có thể hiểu được đẳng cấp nghi binh của bộ đội mình giỏi như thế nào. Thế nhưng chuyện này cũng chưa có gì buồn cười bằng câu chuyện của Nguyễn Văn Thiệu gọi điện cho Vũ Thế Quang để động viên lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975. Yên tâm đi, tôi sẽ tăng viện trợ cho Tây Nguyên ngay lập tức. B-52 của người Mỹ sẽ trở lại ngay theo cam kết bằng thư riêng của Tổng thống Nixon viết cho tôi. Không hiểu trong thư Nixon viết cái gì mà Thiệu vẫn cứ lấy lý do là Mỹ sẽ quay lại để động viên cho anh em. Nhiều khả năng là cũng hứa sẽ gửi B-52 sang cho. Thế nhưng mà là gửi cái mô hình thôi. Còn chế tạo sản xuất như thế nào thì Việt Nam Cộng Hòa phải tự nghiên cứu lắp ráp và sản xuất. Thiệu nghe không ra, thế nên mới tưởng là gửi B-52 như kiểu cuối năm 1972. Với kiểu động viên như này thì Vũ Thế Quang thừa hiểu là hứa cho vui mồm, chứ con nằm mơ cũng chẳng có thằng Mỹ nào lo sang giúp Quang nữa cả. Chính vì thế mà chiều ngày 11 tháng 3, ông này đã bỏ lại tất cả anh em để đi trốn. Câu chuyện bỏ trốn của ông này mới buồn cười. Bố này thấy đánh nhau ác quá, thế nên là chạy về phía vườn cà phê, tận dụng thời cơ, lúc tối sẽ băng rừng chạy về hướng Quảng Đức. Đèn mỗi một cái là vừa chạy được khoảng 6 cây đã gặp ngay quần của mình. Quang đi cùng với hai thằng đệ tử nữa, thế nên sai hai thằng đệ chống trả quyết liệt, khiến bộ đội của mình không vồ được luôn. Quang tranh thủ cải trang thành dân thường để lẩn trốn. Về phần giao diện thì Quang ăn mặc đúng chất dân thường rồi. Thế nhưng nhục ở chỗ là cái dáng trông lại không giống bà con nông dân một tí nào cả. Thế nên bộ đội của mình rất nghi ngờ, làm gì có người nông dân nào mà béo múp míp như thế này được. Chính vì thế mà Quang đã được mời lên phường uống nước chè, vừa uống vừa tâm sự với các cán bộ hỏi cùng nhà mình. Khi hỏi cùng Quang thì chúng ta mới biết được lý do tại sao địch không hề nghi ngờ gì về một trận đánh ở Buôn Mê Thuật. Đơn giản bởi nó quá tự tin vào khả năng phòng ngự cũng như cái khó của mình khi đánh vào đây. Khi được hỏi về việc Quang rời sở chỉ huy từ bao giờ thì ông này trả lời: nghe tiếng bộc phá tôi bình thản lắm, hệ thống phòng thủ ở Buôn Mê Thuật rất hoàn chỉnh, tôi đoán là các ông định quấy rối thôi. Có tài thánh các ông cũng không thể nào vượt qua nổi cái ngã tư khách sạn Anh Đào. Mấy hôm sau mình tìm hiểu ra thì đúng thật, đây là nơi mà địch có hơn chục khẩu Trung Liên cũng như Đại Liên đặt ngâm ở trong các lô cốt. Bộ đội của mình bị thương và hy sinh ở đây rất nhiều. Thế nhưng câu trả lời sau đây của Quang mới giúp bộ đội của mình hiểu được tại sao địch nó lại thua trận nhanh đến như vậy. Nghe tiếng xích xe tăng của các ông nghiền ở trên đường phố thì tôi biết có phòng thủ cũng vô ích. Tôi hoàn toàn thất vọng, chút bỏ quân phục, mặc thương phục, bỏ sở chỉ huy, bỏ tất cả, miễn làm sao để mình không bị bắt và không bị giết. Thế anh chạy bằng đường nào? Cán bộ hỏi cùng hỏi. Thưa ông, tôi ở Buôn Mê Thuật đã chục năm nên tôi thuộc mọi ngả đường ngang ngõ tắt. Tôi chọn đường rừng, do đó tôi nhận ra vết xích xe tăng còn rất mới. Quang tò mò hỏi lại, các ông đã đưa xe tăng vượt qua sông Serepok bằng cách nào? Câu hỏi của Quang cho ta thấy được sự tài tình của bộ đội mình. Đến bây giờ thì có lẽ những cách đưa xe tăng qua con sông rộng 200m như Serepok chỉ còn trong những câu chuyện kể của các bác cựu chiến binh, chứ không ai có thể hình dung ra nổi làm thế nào để đưa được xe tăng cả mấy chục tấn qua đó. Sau khi bị mất Buôn Mê Thuật, địch cũng có phản kích để chiếm lại. Thế nhưng đây là phương án mình đã chuẩn bị sẵn rồi nên cũng không ăn thua. Các đường quốc lộ bị cắt đứt hoàn toàn, cách duy nhất để cứu Buôn Mê Thuật là đi bằng đường hàng không mà thôi. Chính vì thế mà không có gì khiến mình phải bất ngờ cả. Đây cũng là lý do mà Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ đạo cho tất cả anh em rút khỏi Tây Nguyên để chỉnh trang son phấn lại đội hình, tạo lập một thế trận mới để đánh lại mình. Thế nhưng đây cũng chính là lý do để gây nên thảm họa trên đường số 7.
và cũng chính là minh chứng thể hiện rõ nhất cho tính cách của Thiệu. Ông này luôn kêu gào là Mỹ bỏ rơi mình, thế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì ông cũng bỏ rơi hết tất cả anh em, kể cả là Mỹ. Cụ thể vấn đề này như nào, tất cả sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ nha sếp ơi. Trong số trước có lẽ chúng ta đã quá rõ về câu chuyện nghi binh thân sâu của bộ đội mình, khiến cho địch không thể ngờ nổi nơi mình đánh là phía Nam chứ không phải là phía Bắc Tây Nguyên. Khi đọc về những tài liệu của địch viết lại về những ngày mình đánh Buôn Mê Thuột, có lẽ mọi người mới có thể hiểu được tại sao mình lại có thể thắng dễ dàng như vậy. Một phần do mình nghi binh quá tài, thế nhưng một phần cũng là bởi phía địch quá chủ quan khinh mình. Trong cuốn Điện Biên Phủ 1954, Buôn Mê Thuột 1975 của Phạm Huấn, nhà báo dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đã từng chia sẻ lại rằng 4 ngày liền, tướng Phạm Văn Phú đã đi trinh sát các mặt trận. Ngày 8 tháng 3, ông này định nghỉ ngơi ở Nha Trang để hồi sức. Thế nhưng do linh cảm không lành, thế nên ngày 9 tháng 3 đã quyết định bay xuống Buôn Mê Thuột để thị sát. Xuống đến đây thì Phú họp mặt các anh em để hỏi han tình hình các kiểu. Phú thừa biết là Đức Lộc đang bị đánh cho tơi tả rồi. Cùng với đó thì Phú cũng nắm được thông tin mà Việt Nam Cộng Hòa bắt được một trinh sát của mình, và trinh sát đó cũng đã khai hết mọi đường hành quân di chuyển cụ thể ra sao. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Phú lại chẳng mảy may đến mấy việc hệ trọng đó cho lắm. Ông chỉ bắt mấy con nhang đệ tử ở dưới điều thêm một liên đoàn biệt động quân cho Buôn Mê Thuột. Và khi câu chuyện điều thêm một liên đoàn biệt động quân này được lộ ra thì người ta mới vỡ lở ra rất nhiều thứ. Phú gọi điện cho tư lệnh sư đoàn 6 không quân để chỉ đạo, thế nhưng gọi mãi không thấy bắt máy. Phú cứ nghĩ rằng quân của mình chắc đang đi lo công việc ở Nha Trang hay Sài Gòn gì đó. Thế nhưng không phải, đi tìm bở hơi tai ra thì mới biết thằng đệ này nó đi đánh tennis. Trong cái lúc nước sôi để nguội như thế, Đức Lập đang bị đánh tè tua như vậy, Phú đang không biết là mình đánh xong Đức Lập thì sẽ đánh xuống Quảng Đức hay Buôn Mê Thuột. Thế mà mấy thằng đệ vẫn có thời gian đi đánh tè lít được, thì Phú thực sự là cũng chịu hẳn luôn. Mà đệ có phải cái loại vớ vẩn đâu, tư lệnh của cả một sư đoàn là cái chức bố của to rồi. Tướng Phú ra sức chửi thằng đệ của mình hôm đó vì cái tội bỏ bê công việc. Đồng thời thì ông cũng ra lệnh cấm trại tất cả binh lính, mọi người phải vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, không có chơi bời gì cả. Tưởng tướng Phú ra lệnh như thế thì tướng Phú phải là người làm gương trước cơ. Thế nhưng không phải. Tối ngày 9 tháng 3, Phú bay từ Buôn Mê Thuột về Pleiku, vẫn cứ ngồi làm tí mạt trượt với anh em khoảng 2 tiếng đồng hồ đã. 11 rưỡi Phú đặt mông xuống sới, thì đến 1 rưỡi sáng Phú bắt đầu lên giường đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống ngủ thì Phú nhận được điện thoại từ Buôn Mê Thuột báo rằng quân của mình đã cho xe tăng chạy rầm rầm ở trong thành phố rồi. Đây là những minh chứng cho ta thấy được quân địch chủ quan như thế nào, và đó cũng chính là một trong những lý do mà mình có thể chiếm được Buôn Mê Thuột chỉ trong nháy mắt. Thêm một nguyên nhân nữa, đó là những người chỉ huy của địch toàn những ông sống không có lý tưởng, nói mồm hay hơn cả đài. Thế nên bản lĩnh thì có, nhưng khi bị ăn đánh là không chịu được. Điển hình là Vũ Thế Quang, tư lệnh chiến trường Buôn Mê Thuột. Trước khi tướng Phú rời Buôn Mê Thuột để về lại Pleiku, tướng Phú có dặn dò Vũ Thế Quang rằng: "Dáng lên nghe Quang, đừng để hụt lên tướng kỳ này, mình nhảy dù mà." Nghe thấy hứa hẹn được lên chức tướng, Quang mừng như bố đẻ em bé và tuyên bố rõ ràng lại rằng: "Thiếu tướng yên tâm, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được, và tôi hứa, tôi sẽ chết ở đây trước khi Buôn Mê Thuột mất." Đó là lời hứa của Vũ Thế Quang mà trong quyển Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975 của Phạm Huấn có viết rất rõ. Thế nhưng ở trong số trước thì chúng ta cũng đã hiểu, ông này chỉ được cái nói mồm cho hay thế thôi, chứ có biến một cái á là bố lột sạch quần áo để bố chạy vào vườn cà phê trốn rồi. Lúc được hỏi cung thì có cái gì bố ấy cũng khai bằng sạch, không giữ được bí mật một tí nào cả. Bị mất Buôn Mê Thuột quá bất ngờ, thêm vào đó các cuộc phản kích nhằm chiếm lại không thành công. Ngày 14 tháng 3 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã triệu tập một cuộc họp ở Cam Ranh để tính toán những bước đi tiếp theo. Trong cuộc họp đó, Thiệu hỏi tướng Cao Văn Viên có còn quân chủ bị để tăng cường cho Tây Nguyên hay không, thì nhận được câu trả lời là không còn. Thiệu lại quay sang hỏi Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2 rằng nếu không có tăng viện thì giữ được trong bao lâu. Phú trả lời sẽ giữ được 1 tháng với điều kiện được yểm trợ không quân tối đa, tiếp tế được không đầy đủ, bù đắp thiệt hại của những trận vừa qua. Phú thề sẽ tử thủ ở Pleiku nếu được đáp ứng các điều kiện trên. Nghe đến đây, ông Thiệu lập tức nói ngay cả việc tiếp tế đường không cũng không thể đáp ứng, và kết luận rằng phải rút khỏi con tum Pleiku để đảm bảo lực lượng, lấy quân về giữ đồng bằng ven biển. Vấn đề rút theo đường nào cũng được đưa ra bàn bạc. Tướng Cao Văn Viên nói rằng trong lịch sử chiến tranh Đông Dương chưa có lực lượng nào rút theo đường 19 mà không bị diệt, còn đường 14 thì càng không thể được. Những người dự họp cho rằng chỉ có đường số 7 từ lâu nay đã không dùng đến, tuy xấu thế nhưng như vậy có thể tạo ra được yếu tố bất ngờ giúp cuộc rút lui an toàn. Tất nhiên đây cũng là một phương án rất hay, thế nhưng mọi tính toán của địch đã đều nằm trong cái đầu của bác Giáp từ rất lâu rồi. Ngày 14 tháng 3 địch mới họp bàn, thế nhưng ngày 13 tháng 3 bác Giáp đã gọi điện cho tướng Văn Tiến Dũng và nhận định rằng
trường học định bị tiêu diệt một bộ phận sinh lực lớn, mất thị xã Buôn Mê Thuật và nhiều quận lỵ. Việc chia cắt chiến lược đường số 19 thực hiện tốt thì có khả năng chúng sẽ tập trung các lực lượng còn lại ở Kon Tum, Pleiku. Mình nên nghĩ đến khả năng chúng buộc phải rút lui chiến lược. Chính vì thế, cần bao vây ngay Pleiku bằng các thứ hỏa lực, kể cả các loại pháo tàu xạ, triệt đường tiếp tế của địch trong hai tình huống, địch co cụm ở Pleiku hoặc rút chạy khỏi Tây Nguyên. Mọi phương án dự đoán của bác Giáp đưa ra đều đúng y xịt phóc. Nếu để nguyên Pleiku đó mà đánh vào thì không khác gì đấm vào đá, bởi đây là nơi mà địch nó đã bày binh bố trận sẵn để đánh nhau với mình rồi. Tinh thần của mình đang lên cao, đánh thì có thể đánh được, thế nhưng tổn thất lúc đó sẽ rất lớn. Việc bác Giáp chỉ đạo khẩn cấp chặn đường tiếp tế của địch là một trong những minh chứng cho ta thấy được tài thao lược của bác. Chặn đường tiếp tế thì lúc đó mình cứ đánh răng co thêm một chút thôi, địch cũng phải tự đói mà chết. Nếu không muốn chết đói thì chỉ có nước rút chạy, mà rút chạy trong thế bị mình bao vây, lúc đó thì chạy đi đâu hả bưởi? Và rồi thì quyết định rút khỏi Tây Nguyên của Nguyễn Văn Thiệu cứ tưởng là ngon, thế nhưng thực ra lại không phải. Đây là một trong những quyết định gây ra thảm họa cho quân Việt Nam Cộng Hòa. Cái hay ở chỗ là trong cuộc rút quân này, Thiệu đã lộ rõ bản chất của mình. Thiệu luôn kêu gào về việc Mỹ bỏ rơi đồng minh, thế nhưng chính Thiệu cũng bỏ rơi người dân và người Mỹ ở trong cuộc rút lui này. Thiệu ra lệnh rút quân, thế nhưng kèm theo đó là không được thông báo lệnh này cho các tỉnh trưởng, mặc kệ dân quân các tỉnh ở lại chiến đấu. Đấy sẽ là những tấm lá chắn để cho quân của Việt Nam Cộng Hòa tháo chạy. Thêm nữa là cũng không được báo cho người Mỹ, mặc kệ mấy thằng mắt xanh mũi lõ muốn sống sao thì sống. Ngay từ khi có lệnh của bác Giáp ngày 13 tháng 3, mình đã theo dõi cực chặt các diễn biến ở Pleiku. Đêm ngày 14 và 15 tháng 3, thị xã Pleiku trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Giá vé từ Pleiku đi Sài Gòn tăng lên tới 40.000 tiền ngụy một vé, thế nhưng không phải ai có tiền cũng mua được. Cùng với đó thì sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn 2 và lãnh sứ quán của Mỹ đã chuyển về Nha Trang. Sở dĩ Mỹ cũng biết ý đồ này của Thiệu để chuyển về Nha Trang đó là bởi một thành viên của CIA nằm trong bộ tham mưu của Phạm Văn Phú đã tuồn ra ngoài. Đây là những vấn đề rất cấp thiết khiến mình phải đặt câu hỏi: tại sao lại có hiện tượng này? Địch có âm mưu gì? Động cơ của nó là sao? Nó đang muốn tập trung lực lượng để phản kích chiếm lại Buôn Mê Thuột hay là sẽ rút về vùng ven biển miền Trung? Nếu nó rút quân về đó và củng cố lực lượng xong thì mình sẽ rất khó đánh. Các tỉnh ven biển miền Trung như Phú Yên, Nha Trang, Bình Định sẽ không được giải phóng. Lúc đó mặc dù địch nó mất Tây Nguyên, thế nhưng cái thế chiến lược của nó vẫn còn. Chưa kể là rút về được đó thì nó sẽ có rất nhiều thời gian để củng cố lực lượng. Bởi bước sang tháng 5 là mùa mưa đến rồi, mình cũng muốn đánh cũng phải chờ sang đầu năm sau. Lúc đó mà đánh sẽ tốn rất nhiều sức. Cái bất ngờ nhất với mình lúc này là địch đang cho quân ra đường 7, nay là quốc lộ 25. Đây là một con đường không thể nào dùng được. Tướng Văn Tiến Dũng nghĩ rằng đó là một cuộc phản công để lấy lại Tây Nguyên thì đúng hơn là rút chạy, vì đường này đã bỏ hoang từ thời Pháp rồi, đi làm sao được. Thế nhưng khi thông tin từ tình báo chuyển về thì tướng Dũng đã quá bất ngờ với việc rút quân của địch. Không thể nào tin nổi, mới đánh Buôn Mê Thuột thôi mà địch đã phải rút quân khỏi Pleiku rồi. Mình đánh giá địch quá cao, thế đâm ra quả này cũng hơi hớ. Chính vì lý do này nên mình phải lập tức cho quân chạy hộc tốc cả ngày lẫn đêm, băng rừng vượt suối để đi, bằng mọi cách phải chặn đầu được địch để đánh. Đêm ngày 16 tháng 3, mình biết chắc chắn địch sẽ rút chạy theo đường số 7. Bộ tư lệnh chiến dịch lập tức điều sư đoàn 320 phải thần tốc đuổi theo. Tất nhiên việc này cũng không có gì khó khăn với mình cả, bởi bộ đội chuyên nghiệp đã quá quen với điều này rồi, lúc nào chả trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, thế nên những chuyện như này phàm cũng là bình thường. Hơn nữa trong đánh nhau, hai chữ thời điểm nó rất quan trọng, đúng người nhưng phải đúng thời điểm. Đang lúc địch nó hoang mang bỏ chạy thì mới là lúc mình đánh nó dễ nhất. Chính vì thế mà tiểu đoàn 9, trung đoàn 64 của sư 320 đã phải bật tốc biến, chạy thục mạng từ Thuần Mẫn về Treo Rèo để chặn đầu. Vừa đi vừa phải tìm nứa khô để đốt làm đuốc, có tiểu đội phải đốt cả dép cao su để xoay đường vượt qua những dốc núi tài mèo thẳng đứng. Địch thì tháo chạy bằng ô tô, còn mình thì phải đuổi địch bằng chân chạy nguyên liệu gạo mốc. Theo Google Maps thì từ Thuần Mẫn đi Treo Rèo hết có 15 cây số, thế nhưng dường như chẳng ai có thể tính được quãng đường mà bộ đội mình phải đi nó dài bao nhiêu cây, bởi phải băng rừng, vượt núi, vừa đi vừa phải mò trong đêm. Chưa kể là bộ đội mình còn phải mang theo súng ống đạn dược bố của nặng nữa. Vừa đánh nhau xong mệt bở hơi tai, thế nhưng vẫn cứ phải tiếp tục di chuyển. 10 rưỡi tối tiểu đoàn 9 nhà mình xuất phát, thế mà 11 giờ trưa ngày hôm sau đã có mặt ở Treo Rèo để lập chốt rồi. Rất may cho địch là mình phải đi bộ trong đêm, cộng với đó là đường xá khó đi, thế nên tốp đầu của địch đi trước đã thông chốt thành công mà không gặp cản trở gì cả. Chỉ có các tốp sau là bị mình chặn mình vụt cho to đầu. Lính Việt Nam Cộng Hòa thi nhau tụt quần chạy theo đúng nghĩa đen. Một số thằng nó còn bắt người dân phải di tản theo nó, đồng thời cởi bỏ hết áo lính, tra trộn vào người dân để lẩn trốn.
Theo như lời của đại tá Phạm Bá Hòa bên phía Việt Nam Cộng Hòa cũng kể lại, thì cái ảnh chụp lại trận thua ở Treo Reo nó vượt sức tưởng tượng của ông ấy. Ông ấy được mời lên văn phòng của Bộ Tổng Tham mưu và được xem một xấp ảnh chụp từ trên phi cơ xuống. Toàn bộ xấp ảnh cho thấy đoàn xe không phải bị bắn cho tan tác theo hình dài mà là một hình gần như tròn. Vì khi những chiếc xe đi đầu bị kẹt lại thì những xe sau cứ lấn qua trái hoặc qua phải với hy vọng sẽ tìm được lối đi. Thế nhưng càng lấn vào rừng thì lại càng không có lối thoát. Chính vì thế mà đã tạo ra một hình tròn như vậy. Sau này thì rất nhiều các tướng tá bên phía Việt Nam Cộng Hòa đã trách quyết định rút quân của Thiệu. Trong đó có đại tá Phạm Bá Hòa đã từng phải thốt lên rằng một điều trớ trêu là Việt Nam Cộng Hòa tưởng Việt Cộng sẽ bao vây Pleiku. Nhưng thực ra khi Việt Nam Cộng Hòa rút đi là ngày 16 tháng 3, 4 ngày sau Việt Cộng mới tiến vào tỉnh Lị. Như thế chứng tỏ tình báo của Việt Nam Cộng Hòa quá yếu kém. Việt Cộng còn ở cách xa Pleiku rất nhiều, thế nhưng Việt Nam Cộng Hòa đã quá sợ hãi tưởng bị bao vây tấn công tới nơi. Sự thực thì các sư đoàn Việt Cộng còn ở xa về phía nam và đông nam Pleiku, ở gần đoàn quân tháo chạy cơ. Thế nên quân Việt Nam Cộng Hòa đã bị pháo kích đánh phá gây thiệt hại cho đoàn quân nặng nề chưa từng thấy trong 20 năm chiến tranh. Tất nhiên Phạm Bá Hòa cũng có lý do khi đưa ra những lời nhận xét như vậy. Thế nhưng khổ một nỗi, câu hỏi đặt ra là nếu làm như những gì họ nói thì có giữ được Tây Nguyên hay không? Bác Giáp nhà mình đã tính hết cả rồi, có đánh theo kiểu gì cũng sẽ chết. Ở lại Pleiku cố thủ thì bác sẽ cho cắt đường tiếp viện, mà cắt đường tiếp viện thì không sớm thì muộn cũng sẽ phải chết mà thôi, đỡ làm sao nổi. Chạy thì còn có khả năng sống vì có thể bộ đội mình không kịp di chuyển lên để chặn đầu. Theo như những tài liệu sau này được giải mã thì quyết định rút quân ở Tây Nguyên của Nguyễn Văn Thiệu cũng có lý do chứ không phải vớ vẩn như những gì mà cấp dưới của ông nói. Ngày 11 tháng 3, ngay sau khi được tin Buôn Mê Thuột bị đánh chiếm, Nguyễn Văn Thiệu đã họp với Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên và tướng Đặng Văn Quang. Thiệu trở lại với một suy nghĩ đã có từ ngày Hiệp định Paris được ký kết. Trong tình hình nguy khốn, có thể từng bước bỏ vùng 1 và vùng 2 chiến thuật, co về giữ vùng 3 và vùng 4, bao gồm cả đồng bằng sông Cửu Long, thà mất đất còn hơn phải sống chung với Cộng sản. Thiệu đã phát ra kế hoạch trên bản đồ và nói: với sức lực và khả năng của ta, chắc chắn ta không thể nào giữ được toàn bộ vùng đất theo ý muốn. Chúng ta phải triển khai lực lượng làm sao để có thể giữ được những vùng đông dân và trù phú này thôi. Chính những vùng này mới thực sự là quan trọng. Chiến lược này của Thiệu còn được gọi nôm na là đầu bé đít to, thả lỏng phần trên, giữ chặt phần dưới. Vùng trên tiếp giáp với miền Bắc vốn là một vùng bất lợi về quân sự cũng như kinh tế. Vùng dưới chính là vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú, cung cấp lúa gạo, rau quả, cá tôm cho 75% dân số Việt Nam Cộng Hòa. Kế hoạch rút quân của Thiệu cũng có những ý đồ rất rõ ràng, thế nhưng đen một cái là không thể bảo toàn được quân để mà giữ lại vùng 3, vùng 4. Nếu mà Thiệu giữ được quân để bảo vệ vùng 3 và vùng 4 thì có lẽ ngay giải phóng miền Nam của mình sẽ phải lùi lại không biết đến bao giờ. Có hai lý do mà mình lấy được Tây Nguyên rất dễ. Đầu tiên, đó là do quân địch quá chủ quan. Thứ hai là do các tướng của địch sống không có một lý tưởng nào cả. Thế nhưng còn một lý do nữa rất buồn cười mà người ta thường trêu nhau rằng hình như cái đội lái máy bay của địch nó chính là tình báo của mình cài vào thì phải. Ai đời Việt Nam Cộng Hòa dùng máy bay để yểm trợ. Thế nhưng cuối cùng ấy thì máy bay lại toàn ném bom vào chính quân của nó. Điển hình nhất là câu chuyện của Thánh Nhọ Vũ Thế Quang, tư lệnh mặt trận Buôn Mê Thuột. Hôm 11 tháng 3 là hôm thứ hai mình đánh vào Buôn Mê Thuột. Quang gọi điện rối rít cho không quân để yểm trợ. Trong cuốn Cuộc triệt thoái cao nguyên 1975, Phạm Huấn có viết: 7 giờ 45 Quang gọi cứu viện thì 10 phút sau là hai chiếc phản lực đã từ Nha Trang có mặt ở Buôn Mê Thuột rồi, phóng nhanh hơn cả ăn cắp. Theo như kể lại thì hai chiếc phản lực đó ném bom chuẩn lắm, Quang mừng như bố đẻ em bé. Thế nhưng chỉ được vài phút thôi, Quang đã phải hét lên trong máy truyền tin: "Ơ, tại sao nó lại ném bom chúng tôi?" 8 giờ sáng hôm đó là giờ phút định mệnh, hai quả bom đã thả trúng hầm chỉ huy và truyền tin của tư lệnh mặt trận Buôn Mê Thuột Vũ Thế Quang. Và cũng kể từ đó thì không thấy Quang liên lạc được gì với anh em ở ngoài nữa. Đây có lẽ cũng chính là một trong những lý do mà Quang đã phải chạy trốn vào vườn cà phê như trong số trước chúng ta đã biết. Gọi anh em đến cứu mà anh em đến thì anh em còn thả thẳng bom vào mồm mình như thế thì bố thằng nào cũng có thể dám ở lại chiến đấu được. Cùng với đó thì một quả bom nhầm nữa của địch cũng khiến rất nhiều người cảm thấy nực cười. Khi mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang tụt quân để chạy theo đúng nghĩa đen, họ đang phải tìm đủ mọi cách để thoát thân, vừa phải chống trả quân của mình vừa phải rút chạy. Chính vì thế đã phải gọi cho không quân đến yểm trợ. Thế nhưng đèn mỗi một cái là không quân đến thì các bố lại ném bom đúng vào quân Việt Nam Cộng Hòa, làm chết và thương vong gần một tiểu đoàn biệt động quân. Để im không gọi các bố đến thì anh em đi đứng còn có hàng có lối, bây giờ gọi các bố đến thì tự nhiên anh em hỗn loạn hết cả lên. Thêm một câu chuyện nữa, nhưng chuyện này không biết được kể lại từ ai, chỉ biết là anh em trên Facebook có trích nguồn từ tạp chí khoa học của Đại học Thủ Dầu Một.
chuyện có kể lại rằng trong lúc quân Việt Nam Cộng Hòa đang gấp rút làm cầu qua sông Ba để tháo chạy, họ phải nhờ đến máy bay đánh dạt quân mình ra, rồi phải dùng trực thăng chở đồ lên đó để lắp cầu. Thế nhưng cầu vừa mới lắp xong chưa kịp đi thì mấy ông lái máy bay đã phang thẳng cả một đống bom xuống đó. Nói chung là đen thôi, không sợ đối thủ mạnh mà chỉ sợ nhất là đồng đội thả bom nhầm. Thế nhưng những cái này vẫn chưa ước bằng việc binh lính Việt Nam Cộng Hòa đang trong lúc nước sôi để nguội, đang phải đối diện với tử thần thì phải nghe lệnh của các ông ngồi trong phòng lạnh chỉ đạo xuống. Trong cuốn Cuộc chiến thoái cao nguyên 1975 của Phạm Huấn, ông này có chỉ mặt từng người ngồi trong phòng lạnh bằng những câu rất đầy nghiến. 1. Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. 2. Trung tướng Lê Nguyên Khang, Phụ tá Hành quân. 3. Trung tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng Liên quân. Tất cả những ông này chưa từng một lần bay tới Nha Trang, nơi đặt Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 di tản. Tiếp đó thì là những cái tên Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2, chỉ bay trên trời, chưa từng đáp xuống Phú Bột hay trận địa. Tướng Trần Văn Cẩm, Phụ tá Hành quân Quân đoàn bay, ông này chỉ bay thật cao để tránh phòng không của địch. Tiếp nữa là ông Đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn thì chả biết là đi bằng cái gì, chỉ biết là lúc anh em đang chạy xe cả kèn ra thì bố ấy đã ngồi chơi xơi nước ở Phú Yên rồi. Bố ấy chạy trước như vậy chắc là để báo cáo cho nó dễ thì phải. Thế nhưng ấy, đó toàn là những báo cáo bằng tưởng tượng mà thôi. Đây là những hành động mà Phạm Huấn có dùng một câu rất hay để ví von, nó được gọi là khiêu vũ trên xác chết. Chính những lý do này đã khiến cho Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa về sau đã phải thốt lên rằng cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên là một thất bại chiến lược về phương diện quân sự. 75% lực lượng của quân đoàn 2 gồm sư đoàn 23, biệt động quân, thiết kỵ, pháo binh, truyền tin và công binh bị hao tổn chỉ trong 10 ngày. Kế hoạch tái chiếm Buôn Ma Thuột cũng bị thất bại vì quân đoàn không còn quân. Cộng sản đã chiếm được Kon Tum và Pleiku không hề tốn một viên đạn. Vâng, và chương trình Đàm đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm đạo lịch sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Điền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy xem nhé.